Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Chào các chú, cô chú đi con. Hello, xin chào cô chú. Thì hôm nay cùng mình điểm mặt hai cái mặt hàng mà đang khá là hot hiện nay nha các bạn. Hot đây là vấn đề đó là vấn đề về giá nha các bạn. Thì cái vấn đề này thì hầu như năm nào nó cũng xảy ra một đến hai lần. Thì năm nay thì nó rơi vào hai mặt hàng, đấy là mặt hàng Hảo Hảo và mặt hàng dầu ăn Meizhan và Simli nha các bạn. Thì vài tháng gần đây thì giá mì Hảo Hảo thì cũng khá là cao, nó rơi vào nhà nào mà nhập nhiều thì vào khoảng 16-17 đấy. Thì hôm nay giá rất là sốc nha các bạn, nó giảm tận 10.000 một thùng lận các bạn đấy. Thì mà nó giảm rất là đột ngột, không có một cái thông báo là hàng giảm gì cả, và đùng một cái thì giá tự dưng nó tụt một cái rất là sâu ấy, thì làm cho rất là nhiều cửa hàng cũng như đại lý bán buôn hoặc là các cái đại lý lớn đấy các bạn, ôm đang có cái số lượng hàng tồn kho ở trong cửa hàng, trong gọi là trong kho rất là nhiều, và có nhiều cửa hàng gọi là đợt này lỗ lên đến cả 100 triệu nha các bạn. Dầu ăn thì cũng vậy, dầu ăn Meizhan ngày trước thì nó chỉ đang rơi vào là khoảng nếu mà nhập vào nó rơi vào khoảng 41-42, thì đợt này nó chỉ rơi vào khoảng có 35.000 thôi các bạn. Đấy, nó tụt rất là sâu, nó tụt một chai nó rơi vào tận 7-8.000 một chai các bạn. Các bạn nhân lên một chai mà tụt đến 7-8.000 mà một thùng nó tận 15 chai thì các bạn nó rơi vào bao nhiêu tiền đấy. Nên là mà những cái mặt hàng đó thì các cái đại lý họ ôm rất là nhiều đấy. Đợt này cửa hàng của mình cũng khá là may, mình vẫn bị dính một ít dầu ăn nha các bạn, nhưng mà có mì Hảo Hảo thì mình cũng còn có 5-6 thùng thôi, thì mình cũng chưa hết cái lô mình nhập nên là mình chưa bổ sung, thì đợt này cũng bị lỗ mất một ít các bạn. Bán nó gọi là bán lỗ, vì ngày trước mình nhập là 16 thì bây giờ bán ra thì bán gọi là bán chạy nha các bạn, bán chạy chỉ được trong tuần này nữa thôi, thì mình đang bán ra là 115 nha các bạn, là bán lỗ đó ấy. Thì còn chắc là hết tuần này thì tất cả hầu như là nó lại sẽ về giá là 101 nha các bạn, 101 nha các bạn. Đấy, thì một thùng Hảo Hảo thì chỉ rời lời được có 5.000 thôi các bạn. Nên là đợt này các hãng gọi là Hảo Hảo và dầu ăn Simli, Meizhan đã vả cho các cửa hàng một cú sốc khá là đau, và cái tiền lỗ của họ cũng rất là nhiều các bạn. Đấy, vì các cái đại lý họ nhập đi bán lại các bạn, thì mỗi lần mà họ nhập về cũng số lượng cũng biết vài chục thùng hay vài trăm thùng, nên là số lượng khá là nhiều. Nên là mà cái đợt này giá nó tụt, nó không có một cái thông báo hay là một cái gì của bên nhà phân phối cả đấy, cũng có thể là nhà phân phối họ cũng tồn nhiều với các bạn, vì đợt này hàng hóa chậm mà, nên là các hàng hóa ở nhà phân phối thì cũng khá là nhiều, mà hàng hết hạn thì cận đát ấy cũng nhiều đấy các bạn, nên là họ cũng yếm đi một chút về cái tình hình giá nó tụt để họ đẩy cái lượng hàng ở trong kho của họ đi đấy. Nên là rất là nhiều cửa hàng và đại lý không hề biết cho đến khi mà các cái đại lý ngoài họ bán vào thì cái khu vực đó mới biết là giá nó tụt đấy các bạn. Đấy, nên là rất là nhiều cửa hàng bị cái tình trạng tồn kho với số lượng nhiều ở cái mức giá nó khá là cao, mà nó không tụt theo kiểu là bậc thang một, ví dụ từ 10 xuống 8 xuống 6 ấy xuống 5, mà đây là nó tụt một phát từ đỉnh là xuống đáy luôn đấy các bạn. Các bạn có hiểu là trong cái nghề kinh doanh của hàng tàu hóa mà nó rơi
nó rớt giá từ 10.000 đến 20.000 là nó cực kỳ là nhiều ấy các bạn. Đấy nên là hôm nay mình cũng làm cái video này cũng muốn gửi đến những cái đại lý hoặc công ty. Để khi các bạn muốn hạ giá thì cũng phải thông báo cho các đại lý cũng như các cửa hàng biết qua để họ có sự chuẩn bị nha các bạn.